Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tên quốc tế là bão Noru, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 19 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, tức là 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, tức là 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Di chuyển sang Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là 39 đến 61 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là khu vực từ vĩ tuyến 12,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền, đê kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 m, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, sóng biển cao 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bề Định có gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão cao từ 6 đến 8 m. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao 1,2 đến 1,7 m. Cụ thể, Quảng Bình 1,2 m, Quảng Trị 1,3 m, Huế 1,5 m, Đà Nẵng 1,7 m, Quảng Nam 1,5 m, Quảng Ngãi 1 m. Mực nước tổng cộng là nước dâng do bão kết hợp với thủy triều cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cụ thể, Quảng Bình 1,6 m, Quảng Trị 2 m, Huế 1,8 m, Đà Nẵng 2,5 m, Quảng Nam 2,5 m, Quảng Ngãi 1,5 m. Nguy cơ cao ngập tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông do nước dâng bão kết hợp sóng lớn. Từ đêm 27 tháng 9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10. Từ sáng sớm 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Từ đêm 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Quảng Hải là cấp 4. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai là cấp 3. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thời tiết trong 2 tuần sau.